Thưa quý vị, thưa các bạn, theo số liệu thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội địa mỗi năm lên đến hơn 22.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ. Giá trị này cao không kém các thị trường xuất khẩu truyền thống của thủy sản nước ta bấy lâu nay. Theo khảo sát của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, giá trị tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản của người tiêu dùng trong nước lên đến 22.000 tỷ đồng một năm, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ, và mức tiêu thụ bình quân của người Việt Nam ước khoảng 35 kg thủy hải sản một năm. Mức tiêu thụ này tăng lên đến 44 kg một người một năm từ năm 2020 trở đi. Trong thời gian tới, khi người dân có mức thu nhập cao hơn, sản phẩm thủy sản tiêu thụ sẽ ngày càng đòi hỏi có chất lượng và giá trị cao hơn. Đánh giá về dư địa phát triển thị trường trong thời gian tới, theo các chuyên gia, với gần 100 triệu dân và hơn 10 triệu khách du lịch, mức tiêu thụ trong nước đến năm 2022 được dự báo sẽ đạt 1 triệu tấn, thị trường nội địa rất tiềm năng cho ngành thủy sản Việt Nam. Du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm nay, nghề nuôi cá nước lạnh đã mang đến nguồn thu nhập lớn cho người chăn nuôi. Tiềm năng phát triển cá nước lạnh của Việt Nam được xác định là rất lớn, tập trung chủ yếu ở ba vùng là các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và khu vực Trung Du miền núi của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Theo Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có 25 tỉnh phát triển nuôi cá nước lạnh. Sản lượng cá nuôi nhiều nhất là tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên, điển hình là Lâm Đồng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu. Sản lượng nuôi cá nước lạnh tăng nhanh trong thời gian qua. Hiện nay, sản phẩm cá nước lạnh của Việt Nam chủ yếu tiêu thụ là cá tươi sống hoặc cấp đông mà chưa qua chế biến. Một số ít doanh nghiệp xây dựng mô hình khép kín từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm, chế biến và xuất khẩu trứng cá tầm và các sản phẩm thịt cá. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm cá hồi, cá tầm nuôi trong nước chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn và những điểm du lịch nổi tiếng như là Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nguồn xã hội hóa thì chúng tôi phải đẩy mạnh quy trình về sinh sản nhân tạo, chủ động không những là sản xuất cá chính vụ mà chúng tôi có thể sản xuất được cái cá có thể là khép kín trong năm bằng các cái công nghệ cao từ các nước tiên tiến châu Âu. Thế thì để đảm bảo là cái nguồn cung của chúng tôi đưa ra thị trường nó ổn định trong năm, và cái quan trọng nữa là nó giảm được cái giá thành của sản phẩm. Mỗi hộ nuôi thả giống vào một thời điểm thì khi lượng cá ra nó không bị chồng chéo nhau, lúc ấy không vội để bán thì sẽ giữ được cái giá, mà cái con cá nó cũng đảm bảo hơn. Giá tối thiểu phải từ 180 đổ lên thì nó mới duy trì được ngành nghề, và nó ổn định ở cái mức đấy thì mới đưa được vào các cái siêu thị lớn, các cái chuỗi sản xuất kinh doanh và phát triển được thị trường về lâu dài. Mỗi ngày, trại cá hồi Thức Mai chế biến khoảng 1 tạ cá hồi thương phẩm. 26 sản phẩm chế biến từ cá hồi được tiêu thụ dễ dàng trong cả nước. Chế biến cá, chị Mai có thể gửi bán ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ khi thực hiện chế biến sâu các sản phẩm, chị Mai yên tâm không lo về đầu ra cho sản phẩm cá tươi sống hoặc như bị ép giá khi bán về các tỉnh thành miền xuôi. Tôi nuôi theo mô hình sạch, cho nên là sản phẩm của tôi là sản phẩm sạch. Tôi thu mua cũng phải ra các cái hộ phải nuôi theo tiêu chuẩn thì tôi mới bắt được. Chứ còn không phải lúc nào, bây giờ biết là rẻ rồi nhưng cũng không thể bắt được. Hàng này của tôi là hàng cá hồi tươi sống, cho nên là khách hàng đặt toàn bộ là phải làm từ cá sống bắt tại bể. Thế cho nên là không, cái này thì phải dựa vào theo lô hàng của khách đặt. Ví dụ như hiện tại bây giờ các một số siêu thị đang đặt thì họ đặt đã 5 đến 7 tạ rồi. Cá nước lạnh cho giá trị kinh tế cao nên hiện nhiều cơ sở đã áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, xử lý lắng lọc trước khi cấp vào bể nuôi, lọc nước tuần hoàn, sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, sử dụng máy sục khí để tăng lượng oxy hòa tan. Qua thực tế nuôi cá nước lạnh của nông dân Lào Cai cho thấy giá trị sản xuất đạt khoảng 25 đến 30 tỷ đồng mỗi hecta. Khi nông dân liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ giảm tối đa kinh phí đầu tư mà hộ dân chưa thể đáp ứng. Năm nay khoảng là tầm 3 tấn, hơn 3 tấn xuất sang bên Thương Mai hoặc là em đi chuyển đi Lào Cai. Năm nay thì tầm 500 triệu. Liên kết trong vấn đề sản xuất và tiêu thụ. Cái sự liên kết này thì nó sẽ tạo ra một cái tập thể mạnh ở trong tất cả các hộ chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi, và để đưa vào thành một cái hoạt động chung của cái hiệp hội nuôi cá nước lạnh. Thì từ đó có một cái tiếng nói chung cũng như sự thống nhất trong vấn đề sản xuất tiêu thụ trên thị trường. Không mở rộng quá nhiều diện tích mà cần phải nâng cao về cái năng suất, chất lượng của cái phần diện tích đã có để đảm bảo cái hiệu quả hơn trong vấn đề chăn nuôi. Hiện nay thì chúng ta chưa làm chủ hoàn toàn về giống, cho nên cần khuyến khích các cái cơ sở
ươm dưỡng cái giống cá nước lạnh để chúng ta đảm bảo ngày càng chủ động hơn về giống. Cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc sản xuất thức ăn cho cá nước lạnh ở trong nước, và chúng ta sẽ chủ động về nguồn thức ăn cũng như là giảm chi phí giá thành, và từ đó thì sẽ giảm chi phí về nuôi cá và sẽ có cái cạnh tranh lớn hơn trên thị trường. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng việc đẩy mạnh kinh doanh và tiêu thụ thủy sản ở thị trường nội địa là vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định cho các doanh nghiệp thủy sản. Vì vậy, bên cạnh xuất khẩu, hầu hết doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nước đang chú trọng phát triển thị trường nội địa. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường nội địa, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần mang đến những sản phẩm chất lượng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Trên hết, những sản phẩm đó phải là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn ngang bằng với những sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Ngày xưa giờ tất cả doanh nghiệp hầu như là chỉ tập trung xuất khẩu thôi, nhưng mà đã đến lúc là chúng ta phải cân bằng lại giữa cái xuất khẩu và cái thị trường trong nước, mặc dù cái điều đó là cái điều nó cũng tương đối là khó, bởi vì cái cảm xúc của người tiêu dùng đối với con cá tra trong nước ấy, thì nó bị có rất là nhiều cái câu chuyện mà nó làm cho người ta rất là ngại. Nhưng mà bây giờ thì chính đây là cái thời cơ để mà chúng ta tạo ra một thị trường mới. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu thủy sản thế giới thay đổi. Người tiêu dùng giảm tiêu dùng những sản phẩm thủy sản tươi sống ở nhà hàng, lễ hội, tăng tiêu dùng thủy sản đông lạnh, chế biến sẵn, tiện dụng và có mức giá phù hợp trong bối cảnh giãn cách xã hội và phòng chống dịch. Xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài cho tới khi các thị trường tiêu thụ thủy sản lớn là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc kiểm soát tốt dịch COVID-19. Vì vậy, với quy mô dân số 100 triệu người, thị trường nội địa Việt Nam vẫn rất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác thủy sản vượt qua khó khăn sau đại dịch.